Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 7 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày Canh Tuất tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thoa xuyến kim, kỷ tuổi, Giáp Thìn, Mậu Thìn, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao tốt, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao đại hùng sa, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vãng vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao tứ thời cô cỏ, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 7 ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 7 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang cảm thấy bất an khi mà những cố gắng và nỗ lực của mình để hàn gắn tình cảm lứa đôi không được như ý muốn. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho đối phương sinh lòng hiểu lầm, nghi kỵ bạn sâu sắc. Bạn mệnh tuổi Tý cần phải làm rõ những cái mối quan hệ xã giao xung quanh mình và khiến cho người ấy yên lòng, không lo lắng thái quá nữa. Sợ được, sợ mất, tình cảm cũng là như người đứng lên, băng mỏng vậy. Đối với những bạn đang còn độc thân thì trong ngày này bạn cảm thấy bất an khi mà những người độc thân xung quanh bạn rồi cũng dần dần có người yêu, sớm đi đến đám cưới hạnh phúc. Bạn cũng muốn có người ở bên mình như vậy nhưng lại chưa tìm được người phù hợp. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình cảm không được như ý, dễ nảy sinh bất đồng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, có thể cần tới sự trợ giúp của gia đình. người thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, đừng có quá căng thẳng và tự tạo thêm áp lực cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, hãy dành thời gian nhiều hơn cho người mình yêu thương. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn trong lòng đang cảm thấy rối bời vì lời tỏ tình bất ngờ của người ấy. Có thể bạn sẽ không thích việc đối phương chưa hiểu ý mình mà đã đẩy mình vào tình thế khó khăn và quyết định từ chối tình cảm của đối phương. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày Sửu Tuất tương hình. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang cần có cảm giác an toàn thì mới chịu ở bên ai đó lâu dài. Sự đường đột chỉ khiến cho bản mệnh chạy trốn, bạn thích những gì bình yên chứ không thích sự cháy bỏng bất ngờ. Đối với những cặp đôi trong ngày này, dường như khoảng cách giữa hai người đang càng ngày càng lớn hơn khi mà đôi bên không thể sắp xếp được thời gian dành cho nhau. Và cuối năm rồi, ai cũng bận rộn hết việc này tới việc khác và bạn đang bị cuốn đi bởi công việc của mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc bận rộn khiến cho tình cảm xa cách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, dễ chạy trốn tình yêu vì thấy bất an. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, cần phải dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, có vấn đề cần phải chia sẻ và giải bày. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, hãy cố gắng vì tương lai tươi đẹp hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Dần đang có được những điều mình mong muốn trong tình yêu. Và với bạn tuổi Dần, bạn sẽ tìm được người có chung sở thích, chung chí hướng với mình, may thay người đó cũng rung động trước bạn. Trong ngày này, với bạn tuổi Dần đã dành nhiều thời gian cho công việc nhưng vẫn không quên sắp xếp để ở bên người thân, gia đình mình. May mắn không chỉ dừng ở chuyện tình cảm lứa đôi mà với bạn tuổi Dần còn xuất hiện ở cả chuyện gia đình nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, bạn tưởng chừng ghê gớm nhưng lại rất dịu dàng bên người mình yêu thương. Bạn có thể dành cho đối phương những điều lãng mạn, ngọt ngào, dường như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình cảm thăng hoa rực rỡ sau nhiều biến cố. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, dễ dàng tìm được nhân duyên thích hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, có thể sẽ cần phải dành thêm thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, quan tâm, chăm sóc hết lòng với người mình yêu thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, có nhiều bất ngờ dành cho người yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này sẽ không còn phải buồn hay là tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Bởi ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có quý nhân lục hợp đã đến bên và mang về niềm vui trong đáy mắt của bạn. Và với bạn tuổi Mão, những nỗi buồn trong quá khứ dần trôi xa, hiện tại bạn đã có được hạnh phúc mình mong muốn. Với bạn, không thực sự quên những điều đã xảy ra với mình, nhưng bạn đã dành nhiều chỗ trong tâm trí hơn cho hiện tại hạnh phúc này. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ được giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ mang bao cảm xúc, và bạn tuổi Mão, bạn có thể sẽ thấy mình trở thành con người khác khi có tình yêu tràn ngập trong tim. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, tình yêu đến bất ngờ ngoài dự kín. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, gia đạo an yên, mọi người quan tâm yêu thương nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, cần biết quên đi những gì không vui. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, đừng ném đá vào quá khứ mà hãy coi như là bài học với mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, những chuyện đã trải qua đều có lý do của nó. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn trong ngày này, có lẽ đã đến lúc mà bạn phải đối mặt với hiện thực. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho thấy mọi chuyện với bạn đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Và với bạn tuổi Thìn, không thể mãi tự lừa dối mình, dối người được mãi. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật đi thôi. Sự lừa dối không thể mãi tồn tại trong tình yêu, dù cho đó là lời nói dối vô hại, thì biết đâu một ngày mà đối phương biết được sự thật sẽ cảm thấy áy náy vì để bạn gánh chịu sức nặng sự thật quá lâu. Trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy về vận trình tài lộc của bạn lại cực kỳ là vượng. Với bạn tuổi Thìn, nhờ thế mà nhận được nhiều sự may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh tất bật đón khách, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần với bạn trong ngày nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, trong ngày này với bạn kiếm tiền như hái ra nước. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, tình cảm không như mong muốn dễ dẫn đến bi kịch. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, cần nhìn thẳng vào sự thực thay vì trốn tránh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, có nhiều vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, nên dành thêm thời gian để kiếm tiền. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ Kim nhập cục, cho nên bạn tuổi Tỵ, tài lộc của bạn vẫn có thể về tay nếu như bạn tuổi Tỵ biết chủ động nắm bắt thời cơ. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng quá e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải, bạn cần phải biết cách thông minh để hạn chế những rủi ro. Và với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, trước khi làm bất cứ việc gì thì bạn cần phải xem xét, tính toán cho thật kỹ càng. Nếu bạn không chịu tự mình làm mà cứ dựa vào người khác thì sớm muộn gì cũng mắc phải sai lầm, không phải là do mình nhận định sai thì do bị lừa gạt. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày họa sinh xuất cho thổ. Mặc cho những cố gắng, hy sinh của bạn cho gia đình, người ấy dường như chẳng hài lòng về bạn. Bạn nỗ lực hết mình trong ngày này để kiếm tiền cũng bị trách móc, không dành thời gian cho gia đình nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc có thể về tay nhờ vào sự chủ động và quyết đoán ở bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, đừng quá lo lắng nếu không thành công ngay lần đầu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, có nhiều vấn đề nên cùng nhau bàn bạc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, đừng tự ôm hết mọi trách nhiệm vào mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn có thể gặp rắc rối nếu không chịu chia sẻ. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang có báo hiệu hung cát đan xen, bạn đang có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Và với bạn tuổi Ngọ, vợ chồng con cái có được sự thấu hiểu cho nhau, có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, nhưng chỉ cần có người thân ở bên cổ vũ, động viên cho bạn là những nỗi buồn đau nào cũng sẽ qua đi, không gặp trở ngại gì quá lớn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ảnh hưởng khá chi là nhiều tới tài vận của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, nhất là khi với bạn tuổi Ngọ không kiểm soát được thói quen chi tiêu, mua sắm của mình mà mất nhiều tiền bạc không đáng có. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, dễ mất tiền hao của không cần thiết. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình cảm gia đình nồng nàn, thắm thiết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, đào hoa trợ vận, có nhiều may mắn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, dễ rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, cần kiềm chế ham muốn mua sắm bất thường. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang cảm thấy bất mãn khi mà bao nhiêu công sức của mình bỏ ra không được ghi nhận. Người ấy chỉ thấy những sai sót mà bạn mắc phải rồi hết lần này tới lần khác đay nghiến, chỉ trích bạn. Và với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày Mùi Tuất tương phá, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, bạn đã hối lỗi hết mức có thể mà vẫn không nhận được sự tha thứ. Tình cảm cũng bắt đầu từ sự rạn nứt đó, đôi bên không dành thời gian nói chuyện với nhau nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Mùi đang có điểm báo sức khỏe không được tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Bạn suy nghĩ căng thẳng kéo dài có thể khiến cho bệnh dạ dày của bạn trở nên nặng, ảnh hưởng tới cuộc sống, ảnh hưởng tới công việc của mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, cần hiểu chính bản thân mình cần gì. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tình cảm không thể gượng ép, hãy chấp nhận. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, nếu cảm thấy mệt mỏi quá mức, bạn luôn có thể chọn con đường khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, đừng tự nhốt mình trong căn phòng tối. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, chẳng ai có lợi hoàn toàn, hãy học cách bao dung. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được quý nhân tam hội dẫn đường chỉ lối cho bạn để tìm thấy được tình yêu thuộc về riêng mình. Niềm vui dường như nhân đôi lên gấp bội phần khi mà người ấy cũng rung động trước bạn nữa rồi. Và may mắn trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân không chỉ riêng về phương diện tình cảm, mà với bạn tuổi Thân còn được trao thêm cơ hội để làm ăn phát tài nữa, bởi với bạn đang được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên tài lộc với bạn ùn kéo về nhà nữa nhé. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tay trái thì sẽ kiếm được nhiều tiền vô kể. Bạn mệnh biết cách để khai thác hết mọi tiềm năng của mình mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn, thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tình yêu dẫn lối cho trái tim yêu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, biết cách kiếm tiền nhanh chóng bằng năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, có thể hoàn toàn nắm giữ được tình hình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, cần phải phát huy hơn nữa khả năng kiếm tiền. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, đừng để mình phải hối hận về sau này. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày Tuất Dậu tương hại. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu đang có những mâu thuẫn trong tình cảm gia đình, khiến cho các thành viên không thực sự gắn bó với nhau, khiến cho tin tức không được truyền đạt kịp thời đúng như mong muốn. Và với bạn tuổi Dậu, có thể bạn sẽ thấy hối hận khi biết rằng mình đã bỏ lỡ những gì khi mà mình không kịp an ủi, động viên người ấy và làm cho người ấy cảm thấy mệt mỏi, suy sụp. Và bạn có biết người ấy cần mình như thế nào nữa không? Trong ngày này, đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập ổn định. Cho nên, với bạn tuổi Dậu, không cần phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Với bạn tuổi Dậu, hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý của mình mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tài chính được vững vàng, không lo túng thiếu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, hối hận muộn màng cũng chẳng lấy lại được thời gian. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tình cảm gia đình phôi phai, rạn nứt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, tiền bạc không phải lo lắng nhiều. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, có thể thoải mái cho chi tiêu theo ý của mình. Về đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho nên bạn sẽ có được cơ hội rất chi là may mắn về tài lộc, bao nhiêu may mắn về tiền bạc dường như đều dành hết cho bạn và bản mệnh có thể kiếm được số tiền không thể tin được. Hôm nay, bản mệnh tuổi Tuất sẽ khá chi là bận rộn với việc kiếm tiền, công việc kinh doanh buôn bán phát triển tốt, cho nên khách hàng nườm nượp ra vào, có được thu nhập khá chi là tốt so với bình thường, tiền bạc nhiều không kể. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi Tuất cần phải hiểu bản thân mình hơn bởi sức khỏe của bạn đang có vấn đề, ăn uống kém ngon miệng và bạn đang có phần mệt mỏi, suy yếu, dễ mắc bệnh tật nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, sức khỏe yếu, tiêu hóa có vấn đề. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, kiếm tiền nhiều vô kể. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, kinh doanh buôn bán phát đạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, dễ bủa bữa vì công việc bận rộn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, nên yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi, bạn đang cảm thấy mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải đi xử lý những rắc rối mà tiểu nhân, thiên quan gây ra. Mình chẳng làm gì nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ Bảy này đối với bạn tuổi Hợi, bạn còn có nguy cơ tan vỡ về tình cảm do kẻ tiểu nhân khiến cho người ấy hiểu lầm tình cảm của bạn. Bạn cần phải rạch ròi mọi thứ, đừng để cho mình bị lợi dụng mà phải chịu thiệt thòi, ấm ức. Và với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ bất dung. Cái điều này cho thấy người ấy đã cho bạn nhiều cơ hội để giải thích rõ ràng, nhưng với bạn hoàn toàn là phớt lơ và tự đẩy tình yêu của mình vào ngõ cụt, không lối thoát chính là thế. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn, chưa hóa giải được. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, tiểu nhân lợi dụng hết lần này tới lần khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, không có nhiều cơ hội để cho bạn tăng thêm tình cảm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, bạn cần phải hiểu chính mình muốn gì. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, đừng để cho bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.